Ông thủng biểu đấy à? Vâng, chào cụ Hàm. Trông khí sắc của cụ cũng không được nhuận cho lắm. Tôi cũng đang định khỏe khoắn một chút thì sang thăm ông. Ông ngồi xin nước. Cụ cứ mặc tôi. Tôi sang đây trước hết là thăm sức khỏe của cụ. Thứ hai là cũng muốn xem thử nhà bên này có động trệ gì không. Mà vừa rồi gặp nhiều chuyện rủi thế. Phong thủy không vấn đề gì. Xin lỗi cụ, tôi muốn thăm thử nơi thờ tự có được không ạ? Được, được, mời ông vào nhà. Vâng. Không tốt, không tốt. Ấm phần không được vượng lắm. Thế ạ? Cụ uống chén trà cho ấm bụng. Rồi xin cụ cho nghe cao kiến. Bên tôi cũng gặp cảnh tương tự như bên cụ đấy. Nhưng mà tôi đã chấn hiểm xong xuôi rồi. Cho nên thằng Vinh nó mới cố gượng lại được một tí. Còn bên tôi thì sao ạ? Bên cụ gay hơn nhiều. Mọi sự cứ ngược hết cả lại. Trên trần thì âm thịnh dương suy. Nữ mệnh thì thịnh phát. Nam mệnh thì non yếu. Thảo nào mà con đào nó cứ tiến vùn vụt. Còn bọn nam nhân, từ chú Thủ, thằng Cao, thằng Hơn đều gặp họa lớn. Chức tước mất hết cả, danh dự bị hoen ố, tiền tài thì tiêu tán. Ấy là trên trần thì như vậy, dưới âm thì suy kiệt. Các cụ cũng bị chèn ép cơ khổ lắm. Có chuyện như vậy sao? Thì ông cứ thử nhìn bát hương thờ ra tiên nhà ông mà xem. Chân nhang thì ẩm mốc. Vì các cụ cũng phải ngậm ngùi rơi lệ. Trời đất ơi, sao lại có chuyện như vậy được nhỉ? Mổ mả các cụ nhà tôi đến ngày cải táng, tôi đều mời thầy về chọn đất cả mà. Một năm trước đây ấy, thì chưa có chuyện gì. Nhưng từ khi cái mộ cụ tứ đại bên này trực chiếu thì tác họa nó mới bắt đầu. Mộ cụ tứ đại nhà tôi bị trực chiếu à? Nhưng mà đứa nào có thể trực chiếu được đây? Cụ thử nghĩ xem, ở đối hướng với ngôi mộ này, có ngôi mộ nào mới đặt cách đây một năm, thuộc loại nam nhân cương cường, thuộc loại xung tộc. Nam nhân xung tộc à? Ờ. Chết tôi rồi. À, mộ lão cố đại. Thế à? Đúng là mộ lão ta đặt nghịch hướng với mộ cụ cố đại nhà tôi. Ôi giời. Này, nhưng mà đặt xa đến hàng trăm mét cơ mà. Ôi giời, vài trăm mét chứ vài ngàn mét ấy, thì có án vẫn cứ ảo. Từ khi nhà bên ấy đặt ngôi mộ đến giờ, họ chỉ tôi cứ lụi bại. Còn họ bên ấy thì cứ lên như diều. Nhà ấy còn lên nữa cơ. Ngược lại thì không để như thế được. Ông làm thầy, ông phải nghĩ ra cái cách gì chứ. Cách thì không phải là không có, nhưng không biết là cụ có gan ra độc thủ không. Độc thủ à? Nghĩa là làm sao? Là đào mộ nó lên, rồi yểm bùa triệt phần âm hướng về phía mộ cụ tứ đại nhà ta. Được, tôi sẽ ra tay. Bằng cách nào tôi cũng phải lấy lại vượng khí cho con cho cháu tôi. Nếu đã quyết, thì tôi sẽ tính ngày giờ tốt nhất để hành động. Muốn gì thì gì. Phải làm trước ngày dỗ đầu lão cố đại. Mà phải có người ngoài họ Trịnh tham gia. Phải là người ngoại tộc à? Ờ, đúng thế. Vậy thì mới linh. Người này thì... Để tôi suy tính kỹ đã. Nhất thiết phải tìm một người trung thành với họ Trịnh. Còn về phần lễ nghi thì... Yên. Ông ở trong nhà đấy à? Tôi ngồi với ông thống. Sao bà về sớm thế? Thì rất phụ tôi về đấy. Vâng. Ông thống biểu lại nhà. Ông thống biểu có nhà không đây? Có chuyện gì mà ông Hàm đường đột sang đây thế? Bên này kín đáo. Tôi phải sang hỏi lại ông về cái chuyện hôm nọ.
Tôi nghĩ kỹ rồi, chỉ có mỗi cách đó là tốt nhất. Tôi cũng thấy vậy. Phải triệt âm phần họ Vũ, họ Trịnh nhau mới có cơ mở mặt ra được. Dĩ nhiên phải được như vậy tôi mới mạo hiểm. Mọi sự tôi đều thuận cả, chỉ e điều kiện phải là người ngoại tộc. Đó là cái lẽ bắt buộc. Sao lại phải bắt buộc? Giải thích thì dài dòng, chưa chắc ông đã hiểu. Người ngoại tộc cũng như là người làm chứng, thế là mới đinh chứ. Thôi được, tôi đã tính toán nát cả óc ra rồi. Việc này rất hệ trọng, ông phải xem xét cho cẩn thận đấy. Cụ cứ yên tâm đi, tôi đã tính toán ngày giờ cụ thể, mà cũng sắp đến rỗ đầu cụ đại rồi. Vậy nhé, ông lên cụ thể tất cả các mục cho tôi. Rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Việc này thành bại là do ông đấy. Thôi, tôi về nhé. Có chuyện gì mà bác cho gọi em sang giữa buổi thế này? Có chuyện hệ trọng muốn bàn với chú, nhưng phải để cho mẹ con nó đi vắng hết đã. Chuyện này không để lộ cho ai biết được. Chuyện gì mà ghê thế? Hay lại chuyện thằng Tùng với con Đào chứ gì? Không liên quan gì tới chúng nó. Chúng nó đi tham quan rồi. Tôi đã y lời chú mà làm, cho gọi thằng Tùng sang đe nẹt cẩn thận. Nhưng thằng này có vẻ lì lắm. Lạt mềm mới buộc được chặt bác à. Ta cứ để cho mọi chuyện diễn biến theo tự nhiên đi, rồi ta lựa thế mà nương theo. Nhưng có việc hệ trọng này, nếu không làm ngay thì họ nhà mình sẽ hỏng mất. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế bác? Đó là chuyện mồ mả. Tôi đã nhờ lão thống biểu xem hộ, mới vỡ nhẽ ra rằng từ năm ngoái đến nay, nhà mình gặp hết nạn này đến nạn khác, là do mộ của cụ Tứ Đại bị trực chiếu án tiền. Mộ cụ Tứ Đại bị trực chiếu án tiền à? Sự việc lại nghiêm trọng hơn khi kẻ án tiền ấy lại là một nam nhân xung mạng họ Vũ. Đó là mộ của cụ Cố Đại. Mộ lão Cố Đại à? Xem nào. Đúng, mộ lão Cố Đại có án tiền khu mộ cụ Tứ Đại nhà ta thật. Nhưng khá xa, lại ở hai thửa khác nhau kia mà. Hơn 100 mét thì đâu có phải là xa. Dương thế nó án mình, âm thế nó cũng án, thì mình mọc mũi sủi tâm làm sao được. Thế bác định thế nào? Bí mật đào mộ nó lên, yểm bùa triệt long mạch, khai quang âm phần nhà mình. Trời, bác định chơi đòn độc thế sao? Vô độc bất trượng phu, đánh một đòn quyết định cho xong, để con cháu nhà mình không còn phải lo ngại gì nữa. Ấy, như thế là phạm pháp đấy. Lỡ đổ bể ra, không chừng ảnh hưởng đến con Đào, mà cả kế hoạch của tôi cũng bị phá sản mất. Chú khỏi lo, việc này tôi đã chủ liệu cả rồi. Không để chú, con Đào và mấy đứa thanh niên dính vào việc này, chú cứ đứng ngoài coi như không biết gì. Đánh một đòn bất ngờ thì làm sao mà đổ bể được. Thôi thì tùy bác, nhưng em thấy việc này nó cứ làm sao ấy. Thôi được rồi, không bàn đến nữa. Chú cứ coi như không biết gì là được rồi. Thế công việc của chú thế nào? Em quyết định tham gia vào ban vận động, thành lập hợp tác xã ngành nghề để lấy lại uy tín của mình, có thể sớm hơn so với dự kiến. Chuyện gì thế? Lão Sùng về xã yêu cầu thành lập hội nông dân, mà ông Hào thì xa xôi, gợi ý có thể mời em vào cái chân hội trưởng. Tưởng gì, cái ghế mà lão Bát giữ một thời gian chứ gì. Hữu danh vô thực, làm cái quái gì. Ấy ấy, bác đừng có coi thường các tổ chức quần chúng. Chẳng qua là cái lão Bát bất tài ấy mới không biết sử dụng lợi thế của tổ chức có trong tay. Chứ nếu tổ chức này vào tay em ấy thì sẽ làm nên chuyện đấy. Thế thì chú nhận đi, còn chần chừ gì nữa. Bác thật là... Nếu mình muốn nhận ấy thì phải tảng lờ đi, coi như không biết. Hả? Nếu mà mình hăng hái quá, họ lại cảnh giác thì hỏng bét, đúng không?
phải như Khổng Minh ấy, mời 3 lần mới chịu hạ sơn. Như thế thì mình mới có giá chứ. Cao kiến, cao kiến. Dạ tôi xin mời các bác tự nhiên cho. Dạ xin các bác bên mâm tự nhiên cho em ạ. Yên tâm. Đã làm nhà ấy à, phải oách như nhà anh Tám đấy. Trông như cái biệt thự ấy chứ. Sang năm em cũng đổi đời, nhất thiết phải sang xin anh Tám cái thiết kế. Ông ấy chỉ được nói phép, nhà anh Tám này xây mấy chục triệu, ông ấy được bao nhiêu học đòi. Hãy cứ 1 tầng cái đã. Nhưng mà phải y xì phót nhà anh Tám đấy ạ. Mà can hệ quái thì đi đâu nhỉ. Từ bấy giờ tôi có thèm nói chuyện với ông không? Tôi chết đếch thì nói chuyện với ông. Nghe ông nói ngứa lỗ tai không chịu được. Thôi thế mà ông vặt nhau được. Này tôi nói cho ông biết nhé, không có tôi ông biết cóc gì về máy móc. Chưa qua sông đã đấm bỏi vào sóng. Đồ ăn cháo đây bác. Ông trời ơi. Ê thôi tôi xin hai ông, hôm nay là ngày vui của vợ chồng thằng Tí, hai ông đừng có đánh nhau ở đây mà xui cho vợ chồng nó. Ai thèm cái mặt nó. Ý là anh bảo. Dạ. Dạ em xin lỗi các bác, vì hôm nay đông khách quá em không ngồi hầu rượu các bác được. Không sao, chú có lòng nhớ đến bọn anh thế là được rồi. Dạ. Đây, anh có dăm chục mừng chú, gọi là có chút ít vui bữa. Dạ em xin ạ, bác cho em nhiều thế. Ừ, đáng là bao. Khi nào cần việc gì cứ gọi anh. Dạ vâng. Nhá, anh về đấy. Vâng ạ. Ê, này. Dạ. Tôi có 10.000 mừng chú nhá. Thôi tôi về đây. Vâng. Này, sao lão Tính cứ làm căng với bác thế? Ôi giời, bất đồng quan điểm thôi. Tớ là chúa ghét cái loại đâm bị thóc chọc bị gạo. Ý, dạ. Lại bảo. Đây là của cô Thoa, mừng cho cô chú. Còn tớ chỉ có cái miệng không thôi. Vâng. Thôi, ăn xong rồi, tớ đi về nhé, kéo con mẹ đi lại tìm nhé. Vâng. Theo em ý, thì bác nên đốt lấy mấy vạn gạch đi, chứ nhà bác ọp ẹp lắm rồi. Muốn lắm, nhưng vốn mỏng quá, mũ đáy sắp nằm ổ, có đồng nào nhá đồng ấy. Vâng. Thôi để sang năm vậy. Dạ vâng, nhưng có điều này em muốn bác tham mưu cho. Tham mưu gì? Anh Tùng, anh ấy lại mời em vào làm đội trưởng hợp tác xã gạch ngói. Thế theo bác có nên không? Nên quá đấy chứ lệ, tay nghề của chú mày khá khá rồi. Này mai ai người ta cho đốt lò khói cả cánh đồng vậy nên vào hợp tác xã là phải thôi. Dạ vâng, thế thì em nghe bác. Còn là Trịnh Bá Hạo, cầu xin thần linh tổ tiên giúp con triệt được âm phần họ Vũ. Ơi, chào cụ ạ, à. Mời cụ vào chơi. Chào cụ. Nhà này làm gì mà đến nỗi phải ăn cơm đèn thế này? Lâu tôi không ra ngoài này, nhà cửa gọn gàng đấy nhỉ? Dạ. Gớm, dòng đến nhà tôm toàn vào những lúc quái oam như thế này. Mời cụ ngồi ạ. À. Dạo này chạy máy chạy móc rồi, chẳng biết tay dao tay thớt có còn ngọt nữa không? Dạ báo cáo cụ vẫn tốt ạ. Sáng nay một mình cháu vật con lợn nhà thằng Tí một loáng là xong ngay. Thế hả? Vâng. Hôm nay tôi sang chú cũng có việc muốn nhờ chú giúp đây. Thế hả? Không biết cô Thò có cho chú Quỳnh sang giúp tôi một tay không? Dạ thưa cụ, có việc gì xin cụ cứ dạy, nhà cháu sẽ sang giúp cụ ngay ạ. Dạ. Không có việc gì gồng nặng gánh nhẹ đâu. Dạ. Chả là tôi có con chó, hai hôm nay nó không chịu ăn, heo may đến nơi rồi, sợ nó bệnh cắn vào người làng thì mang vạ. Dạ. Nên tôi mời chú sáng mai sang, ta ngả nó làm bữa chén. Tưởng gì, chứ cái anh làm thịt chó là đúng sở trường của cháu rồi ạ. Ngả thịt chó ở cái làng này không ai bằng anh. Dạ. Cô Thò này. Dạ. Trưa mai mời cô sang ăn cơm với bà nhà tôi. Cảm ơn cụ đã có nhời, nhưng bụng con ộ ệ thế này sang bên đó bất tiện lắm ạ. Không sao không sao, cứ đi lại cho có chị có em. Nay mai nằm ổ, ba nhà tôi đỡ cho. Dạ xong hết cả rồi đấy ạ. Nhiều thứ nhầm. Thế để mời các chú ta vào cỗ đi chứ nhỉ. Kêu chú Thủ để xót rượu. Dạ để cháu ạ. Cô Thoa vào đây. Dạ. Thế này, cô sắp tới thời kỳ sinh nở, cũng phải mua sắm vài thứ cho cháu bé. Vợ chồng tôi gọi là có chút để cô mua sắm.
Tôi nói mãi mà chú Quanh chả nhận, nên mới phải gọi cô lên. Cô cầm lấy. Dạ, cảm ơn ông bà. Ông bà đã cho, dù ít nhiều gì mình cũng cứ nhận. Nhưng mà nhà mình vẫn nợ tiền của bà, đã trả được đâu. Xin lỗi ông, mấy tháng trước nhà cháu có việc phải về quê, túng quá đành sang vay bà 200 bạc. Không biết bà đã nói với ông chưa? À, biết, tôi biết. Bà ấy có nói rồi. Tôi có bảo với bà ấy là thôi, coi như là mình giúp cô chú, khi nào cô chú làm ăn khấm khá ngay. Dạ, nếu vậy vợ chồng cháu xin ông bà. Chồng bác hôm nay có vẻ thư thái quá nhỉ. Trước khi làm việc lớn, tinh thần cần phải thư thái. Việc kia bác vẫn quyết làm đấy à? Sao lại không? Bác phải vô cùng thận trọng đấy. Lát nữa khi thằng Quỳnh đến, chú vào ngồi với tôi một lát rồi chú đi việc của chú. Bác định dùng thằng ấy à? Chú không cần biết tôi dùng những ai. Cụ Hàm ơi, dắt chó cháu vào cái. Chó nhà má. Cụ cho gọi cháu việc gì thế? Có thằng cháu ở trên Yên Bái gửi cho bình rượu tắc kè. Ta mời chú và chú Thủ đến uống thử. Vào nhà đi. Tôi chịu thôi, không sực được cái thứ này. Chú đúng là thư sinh trói gà không chặt. Mới nhìn thấy mấy con tắc kè đã xanh cả mặt, còn lên cơm nên cháo gì. Thôi, em xin kiếu. Bác với chú Quỳnh cứ việc đối ẩm. Em ở đây có khi lại mất hứng. Thôi được rồi, không uống được thì chú đi đi. Tôi với chú Quỳnh còn làm vài chén nữa. Thôi, em về đây. Chú đi nhá. Chú Quỳnh cứ tiếp tục uống nữa đi. Cái này uống là có lợi cho sức khỏe lắm đấy. Tuổi trẻ như chú uống thứ này là vừa, chứ già như tôi uống nó phí đi. Ông quan trọng cháu quá. Thực tình cháu rất chi là cảm động. Chứ ở cái làng này nhiều thằng còn khinh cháu lắm. Con người ta ăn ở với nhau cốt là ở chữ tình, chữ hiếu, đúng không chú? Ai mà chả có lúc gặp khó khăn. Cụ chỉ được cái nói đúng. Chú khi nay, mày khi khác, những lúc người cháu túng bấn, cụ đều giúp đỡ cả. Không biết đến lúc nào cụ túng bấn để cháu giúp đỡ lại. Chả phải đợi đến lúc đó đâu. Bây giờ tôi cần đến sự giúp đỡ của chú đây. Được. Cụ đã nói một nhời, thì ngay cả lên núi, núi đao, xuống chảo dầu, cháu sẵn sàng. Giả sử bây giờ có đứa nó muốn hại tôi, chú có giúp không? Sao lại không? Đứa nào? Cụ cứ chỉ mặt nó ra, cháu sẽ cắt phén cái cổ của nó như cắt cổ con cầy của cụ hôm nọ ấy. Ấy ấy, tôi đâu có bảo chú đi giết người. Thế thì nhẹ bẫng, việc chó chứ Quanh tôi cũng không ngán. Chú làm một chén nữa đi. Làm thì làm, không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại. Nhưng cụ ấy nói xem, đứa nào hại bác không? Nó ngoẻo rồi, nhưng cái mả của nó lại án ngữ trước ngôi mộ cụ tứ đại nhà tôi thì mới đau chứ. Chết rồi vẫn còn án ngữ, vẫn cản đường người ta. Đã thế thì cho nó bẹt. Không cần phải cho phen đi, mà chỉ cần thế này thôi. Trời, cái bỏ mày gì à? Chào ông Thống Biệu, tôi tưởng ông vẫn ở bên đám nhà ông Phúc chứ. Quả có thế, nhưng xong việc rồi. Nhưng ngày mai mới là dỗ chính cơ mà ông Thống. Bà nhớ chính xác ngày giờ gớm nhỉ. Không phải việc của bà, hiểu không? Xong việc rồi, ở nhái ra là tôi về thẳng nhà ông ấy. Ông Thống Biệu này, chả mấy khi ông sang chơi, ta vào nhà làm chén rượu đi. Rượu trẻ gì, tôi đến thăm ông một chút thôi. Thế này nhá, tôi đã chuẩn bị xong,
cứ như ghi chép ở trong giấy này mà mua sắm. Khởi sự và hoàn tất phải trong giờ hợi. Giờ hợi à? Phải. Đừng chậm trễ lấn sang giờ tí. Lấn giờ là hỏng việc đấy, không linh ứng đâu. Nhưng sao phải trong giờ hợi? Ồ hay, nhà ông thờ ông 30, cái vi còn cọp, phải khuôn trong giờ hợi, chả phải lừng lẫy gấp bội hay sao? Có lý đấy. Nhưng tôi chỉ e sớm quá, nhớ có đôi nạc nô nào nó dừng mỡ mỏ ra đấy thì khốn. Ông cứ cả nghĩ, từ tấm bé đến giờ tôi chưa thấy đứa nào tợn gan dám mỏ ra đấy. Ông Hàm này. Thế nhá, có đại thái nó cũng không lần ở châu hết. Nhưng nhớ phải đáp giếm rất cẩn thận. Tôi đang làm giúp nhà tí, đặng có việc gì mà nhắn gấp thế. Tôi thì nhớ con bé quá, muốn rủ mình ra thăm nó. Để hươm hượm chiều đi có được không? Đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy nó về, hỏi nhất định không nói, cứ đứng ở ngoài cửa. Mời nó vào nhà, nó bèn vỗ cánh bay vút đi. Vỗ cánh bay à? Ừ. Ờ, đích thị là chim rồi. Không. Điểm lành rồi. Thế thì bố tướng quá. Nó về báo mộng là mình đẻ được con chim đấy. Vớ vẩn. Thế thì đi, tôi với mình ra thăm nó luôn. Lát còn về đám nhà cụ cố. Chỉ được cái thế là không ai bằng. Nào đi. Đi. Quái nhỉ, hôm nay bên mộ cụ cố có chuyện gì mà đông thế nhỉ? Con ơi, con phù hộ độ trì cho mẹ và bố Quỳnh được mạnh khỏe. Mẹ sinh em bé được mẹ tròn con vuông. Mẹ có lỗi, sinh con ra mà không dưỡng được con. Hãy tha lỗi cho mẹ. Thì mình đã cố hết sức rồi, sống chết nó có mạnh. Mình đừng dằn vặt nhiều, hại đứa bé. Nhiều lúc nghĩ thương con bé quá. Nó có tội tình gì đâu mà trời nó đày đọa nó. Vớ vẩn, trời nó đày đọa. Mà này, đằng ấy có cần đắp thêm mộ để tôi sang bên kia mượn cái xẻo. Thôi, con bé được như thế này là tôi cũng phải cảm ơn mình nhiều lắm rồi. Cứ để tôi đắp cho nó năm đất. Quỳnh đâu đấy? Hả? Tao đã mượn cái xẻo đánh thêm cho con tao nắm đất. Hỏi cái chó gì? Xẻo cuốc kìa. Về đây. Về. Về thì về. Có chuyện gì thế mình? Ừ, không. Ừ, sao mình quay trở lại? Tôi thấy họ đang cúng nên ngại. Và lại... Đúng là có chuyện gì rồi. Mình đừng giấu tôi. Đằng ấy đừng nói thêm nữa. Tớ hốt lắm rồi. Đã trót nhận lời của người ta rồi, có chối không được. Mình vẫn theo người ta làm cái việc bạc ác ấy. Tôi lo nhỡ có sự báo oán, con mình... Mẹ cha nó chứ. Sao tôi ngu thế không biết. Có vậy mà không nghĩ ra. Được, để tôi chạy u ra nhà lão Phúc. Không được. Mình làm như vậy
vợ chồng ta không còn đất sống ở làng giếng chùa này nữa đâu. Bác Quỳnh ơi! Bác Quỳnh! Bác Quỳnh ơi! Có chuyện gì thế hả? Thằng em thì có chuyện gì? Rỗi rãi sang chơi với bác thôi. Bác rảnh truyền cho em mấy cái bí quyết bắt chuột. Bác Quỳnh à, bác cho em xin điếu thuốc lào. Thuốc của em ướt hết tiền. Thuốc lào hả? Dạ. Được rồi, chờ đấy. Này, có việc gì sang đây? À, em với bác Quỳnh đi lại thường xuyên, chuyện vặt ấy mà. Cái thằng Thọt này, lên giọng gớm nhỉ. Bộ láo bộ toét. Ông cứ bẻ nút chân kia. Ừ, em gây gì với nhà bác cơ chứ? Thánh tướng, ông có sợ cái đầu bạc? Thuốc đây. Thuộc mèn gì? Tôi đến báo cho ông biết. Đừng bép xép. Liệu có thân hồn? Thằng Ưởng nó vẫn canh chừng mình đấy. Ờ nhỉ. Lúc ở bãi tha ma cũng là nó. Tôi đã bảo với mình bao nhiêu lần rồi mà mình có chịu nghe tôi đâu. Cứ đánh đù với cái loại người ấy chỉ thiệt thân thôi. Rồi ui. Đằng ấy bảo tôi, bây giờ phải làm thế nào? Chỉ còn mỗi một cách. Mình phải sang nhà ông Phúc thắp hương, rồi khéo léo nói cho ông ấy biết, để đánh động, phá tan cái âm mưu kia. Sáng à? Bác Quỳnh, dậy đi, dậy, cháy nhà rồi. Hả? Cái thằng oe con này mày... Thế nào? Chú Quỳnh tỉnh táo đi chứ. Ta làm hiệp nữa còn lo công việc. Mấy giờ rồi hả cụ Hàm? Còn sớm chán, mới 7 giờ tối thôi mà. Cháu ngủ quên đi mất. Để cháu phải về bên nhà xem vợ cháu cơm nước như thế nào. Khoan, ngày mai mày thỏa sức chăm lo cho vợ mày. Còn bây giờ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cái nhà chị này lù lù trước ngõ nhà người ta, không có thằng Quỳnh trong này đâu. Về đi. Dạ, cháu muốn gặp bác Phúc ạ. Lại vay tiền hả? Nhà đang có việc, về đi lúc khác. Dạ không, bác nhắn hộ bác Phúc cho cháu muốn gặp, có việc rất gấp ạ. Thôi được rồi. Bác Phúc, vợ thằng Quỳnh đang muốn gặp bác ngoài kia kìa. Tại sao bác không dứt điểm, dây dưa với loại người ấy làm gì? Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Gặp tôi à? Không biết có chuyện gì nhỉ? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhà chị. Giờ chị về đi, để tôi liệu. Em nói với bác chuyện này là cũng đắn đo suy nghĩ mãi. Nhà em cũng chỉ bị ép buộc lôi kéo thôi ạ. Thôi chị về đi nhé. Không phải lo lắng gì cả. Đào lên. Cả đứng sau thôi. Chú Bảy, chuẩn bị chim và hương. Đốt lửa. Tiên chỉ, lại Quan Âm chốn nát bàn, lại bà Bồ Tát nơi âm phủ. Con là Trịnh Bá Hàm, Trịnh Trọng Tâu rằng, dòng họ Vũ mấy đời đổi trắng thay đen. Này con xin phép thần tĩnh, con xin phép quỷ thần được yểm bùa họ Vũ. Đào! Không có đi thiểu. Không đi. Tất cả đứng im, đứa nào chạy ra bắn. Xông lên! Xông lên! Bác Phúc ơi, bác thả cho em không muốn, chỉ vì họ ép buộc em phải đi.
Thế là rõ rồi, chú Quỳnh ạ. Tôi biết, chú bị mua chuộc, chú bị ép buộc. Tôi không chấp chú. Chú đứng sang bên đi. Dạ vâng ạ. Tôi cũng bị ép buộc. Tôi sẽ làm chứng. Trói bác cháu chúng nó lại. Dạ. Chú Quý, đốt ngược lên. Vâng. Xong chúng nó về làng. Chú Tính, dạ, đánh thức cả làng dậy. Phải để cho dân làng giếng chùa thấy rõ bộ mặt thất đức của chúng nó. Rõ. Giải đi. Nguy to rồi hai chú ơi. Có chuyện gì thế? Họ đang đánh nhau. Ông Phúc với ông Hàm. Hai ông ấy đang đánh nhau ở ngoài kia. Thôi đi mau ra ngoài kia. Mọi người bình tĩnh đã. Có chuyện gì thế này? Ở đây rồi, bác bình tĩnh. Sao đêm khuya mọi người làm ầm ĩ lên thế hả? Báo cáo với xã, sở dĩ có chuyện ầm ĩ là do mấy người này. Đêm hôm họ ra đào mộ tổ của họ chúng tôi. Đồ bạc ác. Đầu cuối như thế nào chính quyền chúng tôi sẽ xem xét giải quyết. Còn bây giờ xin mọi người hãy bình tĩnh giải tán. Giải tán thế nào? Giải tán thế nào? Họ phạm pháp rành rành đó. Dứt khoát là ngô phải ra ngô, khoai ra khoai chứ. Chúng tôi nói là sẽ giải quyết. Nào, những ai có liên quan xin mời vào trụ sở. Còn lại, bác Chỉnh nói rất đúng. Ai không có nhiệm vụ xin mời giải tán. Thôi mọi người đi về đi. Nào, giải tán đi. Về đi. Ai có ý kiến gì thêm không? Không ai có ý kiến gì thêm. Vậy hai bên ký vào đây. Theo đề nghị của hai bên, ông Thống Biệu và anh Quỳnh có thể về nhà nghỉ được. Sai phạm của hai người đến đâu, sau khi làm rõ sự việc sẽ có hình thức xử lý. Cho tôi đi thế nào, chú bác Phúc? Sao bác nhẹ tay thế? Lẽ ra phải bắt cả lão Thống Biệu với thằng Quỳnh nữa chứ. Chú vừa phải thôi, việc gì cũng phải có trước có sau. Ở kìa bác Phúc, chúng nó cùng một ruột cả mà. Chú thôi đi, chú nghiệt lắm. Từ giờ tôi quyết không nghe theo chú nữa. Ai bác Phúc? Mấy chú cháu dậy súc miệng rồi ăn tạm bát bún. Ông súc miệng rồi ăn tạm bát bún. Thầy nó này, việc đã thế rồi, giờ người ta bảo thế nào thầy nó cứ nghe thế, chứ đừng gây thêm chuyện gì nữa. Rồi chú Thủ chú sẽ lo liệu. Bà không việc gì phải lo. Cả thằng Ưởng thằng Ngạc cũng không việc gì phải lo. Có gì ta chịu tất. Tôi nói thế là tôi lo cho ông, chứ tôi thì... Tôi thì sao? Tức là bà không liên quan gì chứ gì? Tôi biết mà. Chưa bao giờ bà thất bốc với tôi. Ngần ấy năm tháng sống với nhau, bà coi tôi như người dưng. Thôi, bà đi đi, mặc xác tôi. Bà bảo cả với thằng Thủ nữa. Tôi biết nó đánh bài chuồn như thế nào rồi. Này. Nguy rồi. Phen này nhà ông Hàm nguy mất. Em thấy họ gọi cả ông Thống Biệu, anh Quỳnh ra khỏi cung. Có lẽ họ tóm giáo cả. Hai đứa vào đây. Dạ vâng ạ. Cháu nghe nói chú vừa ở trên huyện về phải không ạ? Nói chung các anh ở trên huyện buồn phiền vì chuyện xảy ra ở giếng chùa lắm. Các anh phê cho chú một trận tơi bời. Hướng giải quyết việc của thầy cháu thế nào rồi ạ? Gầy gò đấy. Chú với chú Hào cũng đã sang bên công an. Danh danh là phạm pháp hình sự rồi. Trong lúc này
các cháu phải hết sức bình tĩnh. Cháu khổ quá. Cứ thế này có lẽ cháu phải xin nghỉ. Cháu không còn mặt mũi nào để công tác nữa. Kìa. Ra ngoài đường, cháu không thể nào chịu nổi cái nhìn của bà con làng xóm. Kìa, em đừng quá xúc động như thế. Anh thử vào hoàn cảnh của em mà xem. Ơi, em làm sao thế? Mình đã trả hẹn với nhau, cùng đến nhà chú Trình để bàn cách khắc phục hậu quả hay sao? Trên huyện thì họ cũng không muốn làm to chuyện này. Bây giờ phía bị hại, tức là ông Phúc, nếu có đơn xin giải quyết nội bộ thì mọi việc có thể thu xếp được theo hướng giải quyết hành chính. Nếu vậy thì để cháu gặp chú Phúc cháu. May ra thì... Có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất. Chú đã suy nghĩ kỹ rồi Đào ạ. Cháu nói đúng. Lỗi ở chú phần nhiều. Chỉ tiếc là bây giờ nghĩ lại thì đã quá muộn. Đúng. Tựu chung lại, từ trước đến nay chú vẫn mang nặng tư tưởng dòng họ. Cả thầy cháu cũng vậy. Lẽ ra chú phải là người ngăn cản. Đằng này khổ cho bác Hàm. Suốt đời chắt chiu vì anh em, vì con, vì cháu. Đến khi xế bóng chiều tà. Chú cũng không phải lo lắng nhiều như thế. Tính anh chú tôi là người hiểu nhất. Chắc ông ấy cũng chẳng trách chú đâu. Suy cho cùng, mọi việc cũng từ ông ấy mà ra cả. Lúc nãy chú nói chú đã gặp anh Tùng à? Tùng tốt lắm. Người như nó không nhiều đâu. Thực tình Tùng muốn gỡ chuyện cho bác Hàm. Nhưng cháu nghe nói ông Phúc còn chần chừ không chịu. Cũng chỉ vì sốt ruột mà chú chưa kịp bàn với cháu và bác Son là đã gặp Tùng. Chú có ý thế này, nhưng cháu và bác Son phải hết sức thông cảm. Chỉ còn một cách là chị phải gặp ông Phúc. Gặp ông Phúc? Không còn cách nào tốt hơn. Tùng cũng đã đồng ý. Hiện tại ông Phúc còn đang dùng rằng thêm bác Son nói vào, chắc ông sẽ thuận thôi. Em đã bố trí đâu vào đấy rồi. Nội nhật ngày hôm nay bác phải gặp ông Phúc. Chỗ tình xưa nghĩa cũ ông không thể gỗ đá được. Bác phải nghe em. Tôi thấy tủi quá. Không lẽ bác lại muốn bác Hàm ngồi tù à? Chú bảo tôi gặp ông ấy phải nói những gì? Bác chỉ cần khéo nói để ông ấy viết đơn là được. Còn chuyện khác bác cứ để em lo. Phúc. Ai gọi tôi thế nhỉ? Tôi đây, Son đây. Bà Son, bà gọi tôi à? Giữa tôi với bà còn việc gì nữa đâu? Có việc, tôi mới phải muối mặt lẩn khuất ra đây để xin gặp ông. Bà nói ngay đi. Chuyện dài dài, ở đây e không tiện. Ông vui lòng ra chỗ ngoài bờ sông, tôi xin thưa chuyện. Bà định nói chuyện gì với tôi? Ông ngồi xuống đi. Hôm nay tôi muốn gặp ông để xin ông một việc. Đúng là cái số tôi nó chẳng ra gì. Muốn sống yên phận cũng chả được. Bà còn định nói với tôi chuyện gì nữa? Thôi thì dù sao tôi cũng lo cho cái phận tôi. Lo cho mấy đứa con tôi.
Tôi cắn rơm cắn cỏ xin ông một lần này cũng vì các con tôi. Tôi thì ông ghét tôi, ông khinh chồng tôi, nhưng xin ông hãy rộng lòng với mấy đứa con tôi. Ông hãy bỏ qua cho vụ này. Ông làm tờ đơn xin tha, rồi tôi sẽ nói với họ Trịnh có lời xin ông. Ai nói với bà đi làm chuyện này? Có phải tay thủ không? Ghê gớm thật. Không không, có ai xui tôi đâu. Đây là tự tôi nghĩ ra. Xưa này các ông cứ kình nhau, hầm hè nhau, có bao giờ tôi dám can thiệp vào. Bây giờ ông Phúc, ông hãy vì tôi mà làm Phúc. Cả đời tôi chỉ xin ông một lần này. Tôi khổ quá. Thôi được, để tôi sẽ tìm cách. Thật tội nghiệp bà. Ngồi im, không được chạy. Chú Thủ, chú định làm gì thế này? Chính chú bảo tôi. Bác im đi, bây giờ bác có thể về được rồi. Nhưng phải nhớ những lời tôi dặn đấy. Bây giờ thế này ông Phúc ạ, gia đình tôi cũng muốn êm chuyện, mà ông cũng vậy. Chứ cứ làm ầm ĩ lên, làng xóm người ta biết. Đêm hôm khuya khoắt, ông và bà Son rủ nhau ra bờ sông ôm ấp tình tự, thì còn ra thể thống gì. Lại giữa lúc ông Hàm đang gặp chuyện như vậy, người ta sẽ nghĩ là ông lợi dụng. Ông xấu mặt đã đành, gia đình tôi cũng chẳng thơm tho gì. Khốn nạn, quần khốn nạn. Vậy thì chúng ta bàn kín với nhau nhỉ, không để hở chuyện này cho ai biết. Cả ông Hàm cũng không được biết, cả thằng Tùng, con Đào lại càng không được biết. Ông sẽ viết một lá đơn lên huyện, xin xử lý nội bộ. Như vậy ông chỉ được tiếng tốt chứ mất gì nào. Ai cũng nghĩ là ông nhân đạo, tha thứ cho ông Hàm, uy tín của ông sẽ lên rất cao. Đấy, ai có lợi nào. Sao bà nãy anh không nói thẳng ra với tôi chuyện đó? Việc gì phải bày ra cái trò phản chắc đều giả này? Thôi, bỏ qua những chuyện vặt. Cực chẳng đã tôi phải làm như thế. Khốn nạn, tình tự cái gì, không ký kiếc gì hết. Đêm hôm thanh vắng, một đàn ông, một đàn bà, lại là chỗ tình xưa nghĩa cũ. Chúng tôi ghi như thế là còn tôn trọng ông đi. Ông nghĩ kỹ đi, mà chả ký cũng được. Tôi không ký thì làm gì được nào. Gia đình chúng tôi đang gặp nạn. Bà Son, tôi bảo gì mà chẳng phải nghe. Bảo là khai bị ông cưỡng hiếp, bà ấy cũng phải khai. Ông không ký à? Được, tôi sẽ gô cổ ông và bà Son lại, dong về trụ sở, cho con cháu họ Trịnh nó bảo vệ gia phong. Được chưa nào? Muốn xấu mặt một thể, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Rất mừng là các anh đã tìm ra được cách giải quyết thuận tình. Nhưng về lý thì còn phải xem xét. Về tình thì hợp lẽ quá rồi. Qua câu chuyện này, tôi càng thấy tiếc cho ông Phúc và ông Thủ. Lẽ ra họ còn có thể đóng góp được nữa, thật nhiều cho địa phương. Báo cáo đồng chí Bí Thư, liệu việc này bên công an họ định giải quyết như thế nào? Ngay sau khi nhận được đơn của ông Phúc, các anh bên công an xã trực tiếp làm việc với huyện, với ông Phúc và ông Thủ. Họ cũng đã báo cáo xin ý kiến của huyện. Theo luật, tội danh của ông Hàm đương nhiên phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy có nghĩa là mặc dù có đơn của bị hại thì ông Hàm vẫn bị xử lý pháp luật à? Việc này rất tế nhị, lẽ ra là phải thế, nhưng cũng có thể giải quyết linh động được. Sự việc mới xảy ra chưa gây hậu quả nghiêm trọng đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, điều quan trọng là các anh phải làm tốt công tác hòa giải. Tôi nghĩ là thực hiện theo hướng này được. Bà Phúc, em nghe người ta đồn ầm cả làng,
Bác phải nói thật với em đi, có chuyện đó không? Chú bảo chuyện gì? Bác đừng giả vờ nữa. Chuyện đó chứ còn chuyện gì nữa. Em nghe người ta nói bác làm đơn xin cho lão Hàm. Thôi chú đừng ép tôi. Xưa nay em rất tình cảm với bác, nhưng quả thật nếu có chuyện này họ Vũ sẽ không tha cho bác đâu. Có các cụ đây, bác Phúc ba mặt một lời nào. Anh tin nhớ đúng. Tôi xin hỏi bác Phúc có chuyện đó không? Nào ba mặt một lời. Đúng rồi. Chuyện này tôi sẽ giải thích với mọi người sau. Thế là rõ rồi, ông Phúc không dám trả lời, chuyện đó nghĩa là có thật. Nếu quả như thế thì ông Phúc ạ, ông đã làm một việc đầy trời. Họ Vũ sẽ không quên nỗi nhục này đâu. Thôi thôi, không còn gì để nói nữa. Trước sau lão Hàm cũng được thả. Thôi ta về thôi các cụ. Thôi về đi, về đi. Bác Hàm, bác lên xe đi, em đèo bác về. Chú mặc xác tôi, cứ coi như thằng Hàm này đang ở tù. Chú về đi, kẻo lại mang tiếng dây với thằng phạm pháp. Bác muốn nói gì cũng được, còn ối thời gian dành cho bác. Mời bác lên xe, em đèo bác về, kẻo có người quen nhìn thấy. Ui, mà sao? Miệng lưỡi thiên hạ, bác còn lạ gì. Giờ thì tôi còn sợ gì ai đàm tiếu nữa. Nhưng thôi được, tôi cũng khí nhọc. Đi thì đi. Vâng, bác lên xe đi, em đèo. Bác đâu biết rằng em đã phải làm đủ mọi cách để bây giờ anh em ta có thể ngồi với nhau ở đây như thế này. Dạ thế, chứ không phải chú bình an vô sự. Chú chỉ cần vẫy lưỡi một cái là mọi sự sẽ có người khác gánh vác. Bác cứ đọc tờ giấy này đi, rồi bác sẽ hiểu thằng em của bác như thế nào. Bác cứ đọc đi, rồi bác muốn chửi thì chửi, muốn mắng thì mắng. Khốn nạn, chưa đủ hay sao mà lại còn thêm cái thứ khốn nạn này nữa. Nếu không có tờ giấy này thì chắc chắn bác phải ra mảnh móng ngựa rồi đấy. Bác trả ơn những người thân của bác như thế đấy. Chú im đi, tôi... Giận quá mất khôn đấy bác à. Em mà không quyết liệt thì bác gái không đời nào chịu gặp lão Phúc đâu. Nhưng tôi không chịu nổi. Chú thừa biết xưa nay thằng Phúc không là cái gì trong mắt tôi. Chú bày ra cách này có khác gì. Cũng không còn cách nào khác. Ném chuột vỡ bình là điều thường xảy ra. Có tờ giấy này, rồi bác xem, mọi nỗi nhục của anh em mình họ sẽ phải trả đầy đủ. Tôi đi vắng mới có mấy ngày, nhà cửa đã lộn tùng phèo cả lên. Bà có còn coi tôi là cái gì trong cái nhà này không? Ông đi vắng, tôi ở nhà nào cũng có sung sướng gì. Mới có mấy hôm mà so bì sướng với khổ. Tôi biết ngay mà, sống với tôi nhưng bà vẫn chưa hết tư tưởng. Ông đừng nói thế oan cho tôi. Ừ? Đầu hai thứ tóc rồi, bao nhiêu năm có bao giờ tôi sao nhãng bổn phận. Bà ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với bà. Tôi hỏi bà. Thì cái việc đi gặp lão Phúc là cần thiết, nhưng sao bà lại để ra nông nỗi đấy? Có phải bà lợi dụng chuyện ấy để... Trời ơi, sao ông nỡ nói thế?
Nhất nhất mọi việc tôi đều làm theo chú Thủ. Bảo tôi đi gặp người ta, tôi gặp. Con bà ăn thước gì mà ông bảo tôi lợi dụng. Bà đừng giả mồm nữa. Tôi biết tổng đi rồi. Gặp thì ở đâu mà chả được. Lại dắt díu nhau ra cái chỗ ngày xưa. Thề có cao xanh, chỗ ấy cũng là do chú Thủ chú ấy bảo chứ. Thủ, bây giờ lúc nào bà cũng đổ cho chú Thủ. Tôi biết ngay mà. Nếu chỉ vì cái chuyện kia thì việc gì bà phải than thân trách phận. Khổ nạn. Láo. Bà bảo tôi mất dạy à? Không không, là tôi nói cái thân tôi. Sống sao lại khốn nạn thế này. Ăn miếng trả miếng. Tôi nói cho bà biết, con ở cái nhà này tôi cấm, hiểu chưa? Thầy vừa về đến nhà đã gây chuyện. Chuyện của thầy còn chưa xong thầy lại... Cả mày nữa. Tất tật trong cái nhà này không ai coi tao ra cái gì hết. Tao nói cho mày biết, tao thờ tu chứ không chịu được cái cảnh gà vọc điêu tôm, hiểu chưa? Bao nhiêu người lo lắng cho thầy. Thầy thật là... Tao không cần cái thứ lo lắng kiểu ấy. Trời ơi. Im đi, tất cả im đi. Thầy còn muốn phải lo lắng thế nào nữa? Đi hỏi con mẹ mày. Cái thứ lộn chậm. Trời ơi là trời, trời ơi là trời. Có đúng phải không hả chú Tính? Xưa nay bác có thấy em nhảm nhí bao giờ không? Ở cái làng giếng chùa này đến trẻ con nó cũng biết. Tình cũ à, không rủ cũng tới. Ôi trời. Các cụ nói là cấm có sai nhá. Được, đã thế lành thì làm gáo, vỡ thì làm mùi. Tôi phải cho con đàn bà lăng loàn này một trận mới được. Ấy, chung quy là cũng tội cái bác Phúc nhà mình cả. Thảo nào mà cứ lồng lộn lên đòi thả cái lão Hàm. Ôi trời ơi, ông Phúc nhà tôi sao lại dài dột đến thế cơ chứ hả trời ơi. Bác đã quen nín nhịn nhiều nên bác tưởng vậy thôi. Chứ em đã đi thiên hạ nhiều em biết. Cái cánh đàn ông ấy à, khó mà quên được chuyện cũ. Vua ơi, còn chết vì đàn bà, huống hồ. Này, phen này nó cầm được đằng chuôi rồi, bác Phúc nhà mình khó mà trụ được. Này, cái này không chịu lép nhá, tôi sẽ cho làng trên xóm dưới biết cái mặt nhà nó nhá. Tôi không chịu lép đâu nhá. Bạc. Cha tự nhiên tam đại tứ đại đồng đường nhà mày. Đồ quả tha ma bát, đồ ăn gian nói dối. Quân quen thói răng hoa chim chuột à. Quen đi ngang bể tắt, quân chết nhân chết con chém cái. Dám đổi trắng thay đen à. Dám vu oan giáo họa cho chồng bà. 39,000 quân âm binh, dù quan không nói có đến đâu cũng không cứu nổi cái tội mỏng môi hay hớt của mày. Thím Phúc ơi, Thím Phúc, tôi về nhà ngay đi. Ai lại làm chuyện này giữa làng giữa nước thế này? Anh buông tôi ra, tôi chửi đấy. Tôi chửi quân quạ tha ma bắt, đồ ăn gian nói dối. Thôi thím ơi, thím nghe cháu. Làm thế này thì còn mặt mũi nào nữa? Anh buông tôi ra, anh đừng có bắt nạt gái già này nhá. Ai chả biết anh bênh nhà nó, anh ăn vải bà của nhà nó, anh làm gián điệp cho nhà nó, quân quạ tha ma bắt. Thím có im đi không? Tôi cho dân quân gô cổ thím lại bây giờ. Ôi trời ơi, ôi làng nước ơi, ôi trời ơi, về ngay, về ngay. Cô kia, ai cho phép? Đi về. Bà có im đi không? Nhưng mà nhục, ông ra ngoài kia mà nghe người ta chửi kia kìa. Nào cái thân tôi có tội tình gì đâu. Nó chửi ngoài làng thật, nhưng có khác gì nó chửi xó bếp. Chửi xó bếp tức là chửi mình. Anh em nhà ông thế nào cũng nói được. Ngẫm ra con nào nó nói đúng. Bà có im đi không? Ai cho phép bà nói thế hả? Nhà này có tôn ti trật tự chứ đâu có cái thứ mèo mả gà độc. Ông áp đảo tôi nó vừa thôi, con run xéo mãi cũng quằn. Ông đang tâm nói thế thì sao nào? Oan gì nào? Bà nói nhục dễ tôi ngoài vòng chắc. Thằng đàn ông như tôi mới là nhục, mới là cay, mới là đắng. Thôi, ông đừng giày vò tôi nữa. Tôi đã im rồi, nhưng ai mào đầu ra trước nào? Nó chửi thì mặc sắc nó, tôi không đốc lòng thì thôi. Ông nói thế mà cũng nói được. Cũng vì chuyện của ông nên tôi mới bị chú Thủ ép buộc. Im. Ép buộc à? Bà muốn tôi chết trong tù chứ gì? Oan à, thằng Phúc bao giờ cũng được ăn được nói. Còn tôi mới là nhục. Đã bao nhiêu năm nay tôi ôm mối nhục trong lòng. Ông đã thề với tôi như thế nào? Bao năm nay tôi nguyện làm con tôi con đòi hầu hạ ông.
cũng vì ông giữ im lặng chuyện đó cho tôi. Bây giờ ông phá bỏ nó. Ông Hà, ông nhẫn tâm lắm. Sao lâu thế? Tôi tưởng anh đi họp đội sản xuất. Dạ vâng, ông Hào cũng thúc cháu. Chả là hôm nay họp đội xóm giữa thí điểm, cháu chuột luôn. Ngựa non háu đá, có khỉ mốc gì mà nghe. Anh là chúa chết vì cái tội coi thường. Uống nước đi. Dạ vâng. Nhưng mà cháu thấy nguy lắm bác ạ. Đã đành có người chê bai ông Phúc, nhưng đa phần họ cũng dè bỉu. Anh nói nốt đi. Họ dè bỉu tôi chứ gì. Không thèm chấp. Khi thế cờ lật ngược lại thì tất cả đồng đong tép mại, a dua đớp bóng sẽ im dè hết. Nhưng lật ngược bằng cách nào ạ? Cháu thấy nguy lắm rồi ạ. Có lẽ đợt này cháu bỏ hết, đi theo thằng Tư xây dựng thôi ạ. Đi làm thuê thiên hạ không phải là dễ kiếm ăn đâu. Anh thấy nguy à? Cứ để xem. Tôi gọi anh đến đây là vì việc ấy đấy. Phải lật ngược thế cờ. Nhưng khó lắm bác ạ. Khó là khó với anh. Bởi thế anh làm quân cho lão Hào không xong, nên nó mới hạ bệ anh. Anh còn nhớ cái biên bản hôm nọ không? Dạ, biên bản làm sao ạ? Phải có việc nó mới lập biên bản. Gái có công thì chồng chẳng phụ. Bác đã có công cứu bác trai, bây giờ bác làm thêm việc này một lần nữa thôi. Cả họ Trịnh sẽ không ai quên ơn bác đâu. Lần trước chú bảo tôi một đằng, chú lại làm một nẻo. Bây giờ nữa, chú bắt tôi phải vu cáo người ta. Tôi sợ phải tội lắm, rời bao giờ cũng có mắt chú ạ. Sợ phải tội hay là bà còn tình ý với thằng Phúc? Ấy, bác Hàm, sao bác lại nặng lời thế? Em biết, thế nào rồi bác gái cũng làm, có khó khăn gì đâu. Đơn tố cáo lão Phúc em đã viết sẵn rồi, bác chỉ việc chép lại, ký vào là xong. Tôi sợ lắm. Không, tôi không dám làm cái việc thất đức ấy đâu. Ăn không nói có, rồi sẽ bắt tội đấy. Rõ rồi. U ơi, nhà anh Quỳnh để con trai. Thôi, tao bỏ qua chuyện này nhá. Bác Son này, bác cũng nên ra trạm xá một chút thăm cháu bé, hố cho vợ chồng nhà ấy. Đúng đấy, U sang giúp chị ấy một tay. Cái nhà anh Quỳnh này đoảng lắm, chả biết việc gì ra việc gì cả. Trộm vía, thằng bé trông kháu quá. Nhà chị phải ăn thật lực vào, ăn cho nó về sữa. Bác tốt với nhà em quá. Thôi, ăn cháo đi đã. Dạ vâng ạ. Kìa, bà làm sao thế ạ? Không, tôi không sao đâu. Cô Quảng ở lại nhé, tôi phải về trước đây. Dạ vâng ạ, bác lại nhà. Bây giờ mày đi đường này. Vâng. Này, nhớ kín một miệng đấy. Vâng ạ.
chín phương trời lại mười phương hà. Má, má, má thân con. Mày sang nhà chú Thủ chưa? Em sang rồi. Lạ nhỉ, ngoài trạm xá họ bảo U về từ lâu rồi cơ mà. Không phải ồn lên. U mày thích đi đâu thì đi, không muốn ở với tao nữa thì cứ việc. Con xin thầy đấy, U còn chưa đi như thế này bao giờ cả. U cháu về chưa ở đâu? Lại cả chú nữa. Kệ bà ấy. Hồi chiều chú với thầy cháu nói chuyện gì với U cháu đây? Thôi chết rồi, đúng là có chuyện rồi. Hay là ta đi tìm bác? U ơi, đúng là có chuyện gì thật rồi. Ta đi tìm thôi. Thế nào chú Cao? Tìm khắp cả làng rồi, không sót một nhà nào cả. U ơi, sao bây giờ? U ơi, trời bờ sông, ở quá vài cây. Sao lại bờ sông? Cứ giả. Theo tôi, chú Cao, đi đường này. Đi đi đi. Này, ông Thông Biệu, có thấy bà Son ngoài không? Không, tôi chỉ thấy bà hình nhảy không chút sâu. Thôi chết rồi, ra ngoài ngay. Ai đấy? Ai ở trong này đấy? Mở cửa ra. Anh Vượng ơi, giúp tôi một tay với. Đúng rồi ơi. Mở cửa ra. Chân rồi, đau quá rồi ơi. Chú Tính, làm sao thế này? Cái chân. Mày mái nhà nó thấp đấy chú Tính ạ. Tại sao chú độc ác mãi như thế? Anh Quỳnh anh làm gì chú cơ chứ? Chân cây thế kia, phải đưa bệnh viện thôi Tùng ạ. Tôi với anh đưa ông ấy ra bệnh viện. Đi. Nào, bám vào vai cháu. Từ từ. Cẩn thận. Sông rộng thế này cái tim mới đâu. Đúng là U rồi. U ơi, U ơi, U ở đâu? Cô đi xem. Đúng chết của bà Son rồi. Chiến thuyền mau lên. Thầy, U con, chính thầy đã giết chết U con rồi. Nào, chú Thủ, chính chú đã nhìn thấy chưa? Dạ. Chính nào, chú đã đẩy U cháu đi chỗ chết rồi. Okay. Các người đã thấy chưa? Các người đã thỏa mãn chưa? Bình tĩnh nghe nào. Đau, bình tĩnh lại.